Ồ, rồi hai con này đi đua cướp thoải mái nữa gì chứ đây e à. Thôi lại gặp Châu với Thi rồi. Được. Lại gặp Châu với Thi rồi mà. Nên cướp ta. Thôi, gặp Châu với Thi à, cướp rồi. Rồi, chết nè, đừng có đụng đến chết, chết quánh bỏ mẹ nè. Chế mạnh lắm đó. Đừng chế chứ quýnh bỏ mạ luôn á. Ôi sao vô đây nó đi mít nè. Ê đi top vậy. À thì ra là em dành siêu đi đi để ông phá mình. Nói gì chứ ra. Anh Quỳ à. Nó nghe hay nó gì chứ đây mày? Hả? Nghe. Nghe quay lúc liêu. Tăng cho nó một xíu đi. Lần nào cũng ra đánh rồi. Thôi để làm từ từ thôi, đợi chế. Ồ, ừ, ăn được kinh nghiệm rồi. Chết mờ mày mới chế. Chế quýt bỏ mờ mày. Rồi, chế lui đây. Ăn rip. Quýt, 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 mò đi. Ồ, lip hụt. Ăn rip đi mày. Xạo lìm này. Thầy cho ơi. Sao tối nay mà lưu trước rồi đó nào. Lên level 2 trước rồi Thi ơi. Bị Timo hang buổi này đam đâu. Rồi level 2 giết nè. Dính nè. Thấy chết rồi đó. Ôi ôi chịu đi đi đâu nào. I may be merciful, but pardon is easy. Timo đâu, Timo đâu. Level 3 là có chuyện đó. Level 3 là 3 hai thằng này bắt mạnh. Ủa cái nội tại của Tarek nó đâu ghi là đâu nó đâu có ghi là tăng tốc độ đánh đâu ta. Có ghi không? No need to rush. Tại vì mày quánh mày mà con Tarek tại vì mày quánh hai đòn liên tục á. Hiểu. Ờ. Cái gì vậy? Đẩy thì đó, tao đang muốn đẩy mà. Mày mua đồ. Tốn mà nào quá. Dài đi mày mua dài mà đu cho vậy. Ờ thì mua ý, mà em úp cái 500 lên là mua dài. Ta đủ. Ủa sao mày cũng đủ tiền ta? À mày em mạng à quên. Chống sao mà được. Nó mắc Nguy trước hay nó mắc E trước ta? Mà mình Châu mà mình mắc E đi. Chú ý là giết người mà. Rồi đó, cái thế lính này là... thế lính này là... Jaco nó núp sao lũ đế lên luôn. Rồi nha. Chạy đâu rồi? Sao giết? Tập biến rồi. Ai ngủ đường?
Ai ơi, mày bỏ thằng lính này chạy xuống sau lưng. Sao chào. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy. Để mua đồ á. Thấy bà nào. Má chị ta rất nhanh thấy bà nào quá. Ôi đó, đẩy nữa, đẩy nữa. Mẹ xe đi. Thôi đủ má. À. Rồi. Trời hết mana nữa rồi. Má tưởng mà nào á, chắc mua mình không có gì quá. Thôi mua làm gì? Mỗi thằng mua cái 900 đi. Cái mạnh sư ơi. Ủa mày không đủ hả? À tao mẹ. 800 thôi, kệ nó mua lên luôn cái ấy đi. Lên tiền cho nhanh. Mua úp lên cái mạnh sinh thật đi. Lên tiền cho nhanh. Lên tiền lẻ đó, búp cho nhau rồi lên tiền lẻ nữa. Về mua đồ sau. An enemy has been slain. The best weapons are beautiful. An ally has been slain. Lên nước mắt hả? Ừ, con này lên nước mắt được hả thi? Cái gì? Mày lên thôi chứ tao không có mana nhiều. Ôi trời ơi. Đúng cái đó là mày đi luôn nữa nha. Cần gì cũng đi luôn. Thường thường nó cũng đi vậy. Đúng. Rồi, hồi e này nè. Saco nè, Saco nè. Giết Saco luôn. Đó, lùi cho nó xa trụ ra mình mới giết được. Này không sao không giết. Này không giết lại gì. Này phá mày. Hàng còn thề vậy. Cam cũng vậy thôi mà hai này trâu á. Lấy mà 6 là cỏ chạy nha, lấy mà 6 đứng kìa. Thôi về tiếp. Nó đồ nó. Tốn mana quá. Sao mana vừa lờ. Thôi đồ có mua nước mắt nữ thần thiệt. Cái này luôn. Trời ơi đâu kìa. Để nước nghe chết mẹ. Không ai nó bốc. Má W hả mình. Đây, nó sẽ bốc cho. Bố bật E này là sống. Xa cô, xa cô, xa cô. Xong chưa rồi, giờ lại lại quấn này. Gan boss nè, gan boss. Không cần đâu. Ai? Bà con mẹ. Lôi lôi lôi. Bấm công ty lên thôi, lùi. Nó khi nào mới chết. Nó chết luôn kìa. Về lên nước mắt cái. Đúng mà nào quá. Châu bò. Lưu Hương làm gì? Không có cần đám. Lên tan thôi. Kiếm băng găng tay cái kiểu là một cái găng tay nữa. Kiếm mà nằm nghề luôn. Thôi, ông mới xài tốn mana lắm. Đấy, kiếm tốn mana lắm. Làm gì đây? Làm gì đi mô chứ này. Nổi không?
nhớ nổi không? Trời ơi, hai cái thằng này trời chết. Ý là không thèm mắc quy á. Mày cũng không đổ đủ thứ này gì mà mày không biết. Trận này không chết nổi luôn à. Trời ơi, bắn khi nào chết ông ơi nè, đạp luôn nè, đạp cháp rồi là cho đánh nè. Đánh khi nào chết đổi ông ơi. Không ai kìa. Không ai luôn, tụi xanh á. Đúng rồi nè. Mày giỡn nè. Không đủ rồi. Thôi đi về. Ốp mình à rồi. Mắc gì nữa đây ta? Đi chắc tiền cũng được. Easy on the eyes. Don't turn. Gọi lại với nó luôn, nó bắn có đau đâu. Bắn thù rồi. Killing spree. Má làm béo á. Thôi đi về luôn, nó có làm béo á. Giờ giờ mua thủy kiếm với cái tabi. Giờ tabi nữa mà là khỏi nói luôn rồi. Má nó điều à. Mắc mẹ W đi. Quỳ á, quỳ á. Mắt quy mày đánh nó quy liên tục rồi mày mày. Thì cái mày có cần mắt đâu, nó vẫn quy liên tục, đỡ tốn mana hơn. Hiểu không? Ừ. Ừ, nó mắt W để tăng giáp nữa, với hồi chiêu nhanh. Ủa ông này đi đâu rồi ta? Mid. Đi mid à? Trời ơi, tôi cần hai được á. Ba rồi quá. Đây, lo đéo cần luôn, ba thằng này đánh tới bây giờ. Cần ba luôn. Tao tới rồi, đánh sao nữa. Rồi luôn. Có chưa có siêu xì lâu nữa này. Bất tử. Nó không phá đầy máu luôn. Má mày này ngựa chỗ này chi ta? Đánh khi nào chết trời. Tân này. Tân luôn nè. Trời ơi. Búp nè, búp nè. Thằng xe được. Ở đi già đó, bọn này nó cứ tiếp theo. Bất tử này. Lên mana không. Anh đây giờ. Ừ, cơm tới, cơm tới. Đợi tí, đợi tí lấy cơm. Bước lại chăm đi.
Lại đây làm gì á? Giờ chưa gì. Tao đợi. Rồi, tao lên. Mẹ quá. Nó chạy. Đi theo. Nhảy đây. Đứng. Undy. Né rồi. Đi theo đốt. Tân nó lại nè. Ôi đi mày chết luôn rồi vậy, đau quá. Đi về nhà đi. Thằng quái đầy máu mày. Đặt bom luôn. Bà mẹ mày. Tóc biến. Bom của bạn có hề hấn gì. Na chốt kìa. À cũng có chó, cũng có na chốt hả. Ok bốp mẹ. E tần nè. Để lại quân thi nó mới ghê. À mà nó èn sớm quá. Mày quất tao quất lại nè. Quất không. Rồi chết lại luôn rồi. À, rồi nó mất gì luôn. Mất zin rồi thì ơi, tao mất zin rồi thì ơi. Mua bình thuốc cứng à, quên được bình thuốc cứng cáp nha. À, trầu vái liền. Nào coi chưa đăng ký ủng hộ bọn mình ha. Vô nhà thôi. Để dành lính, để dành lính tí hồi máu đi. Sao tao đặt kìa. Tao đánh mạnh quá. Nút tao thi ơi. Có nút. Chết rồi đó. Vừa chết.
Đồ ăn đến đây kìa. Ad cộng tao kìa. Đánh tao.